Chao bà con, chao nó tốt vô cùng. Nhưng mà nói đến chao là thường thường ta nghĩ đến những người ăn chay mới ăn chao. Nhưng không phải đâu. Ăn chay, ăn chao cũng được, ăn mặn, ăn chao cũng được. Vì chao nó làm từ đậu hũ lên men, làm từ đậu hũ lên men. Do đó chỉ ăn không được là những người có bệnh như thế này. Ăn vào thì chứng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và xấu đi cho sức khỏe. Cho nên vui lòng những người có bệnh thế này đừng ăn chao bà con nha. Đó là những người cao huyết áp, viêm dạ dày, trẻ em dưới 12 tuổi, vui lòng đừng ăn chay, đừng ăn chao. Chúng phải chay, mặn gì ăn cũng được hết. Đó, nhưng mà chỉ có những người thế này ta ăn vào thì cái bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà chứng bệnh càng ngày càng xấu đi, sức khỏe càng ngày càng kém đi. Đó là người cao huyết áp, không được ăn, viêm dạ dày, không ăn chao, dưới 12 tuổi không ăn nha bà con. Còn ngoài ra là nó tốt hết cho sức khỏe vì nó tăng cường được chất đạm. Wow, wow. Chất xơ, ổn định cân nặng, tim mạch, phòng ngừa ung thư, tốt cho xương, tốt cho khớp, tốt cho mạch, tốt cho tim, tốt cho tim mạch, tiểu đường, tiêu hóa, kém ăn. Ta nên ăn một ngày, ta nên ăn một ngày là hai miếng, ta nên ăn một ngày là hai miếng, ăn 6 ngày phải nghỉ ăn một ngày nha bà con. Chao đó bà con, chao tốt lắm đó bà con. Nhưng mà những người không ăn á, là nhớ những người này không ăn, chứ không phải chao tốt là ai ăn cũng được. Những người cao huyết áp, viêm mà dày, trẻ em dưới 12 tuổi trở xuống là vui lòng đừng ăn. Ăn nó không tốt gì cho sức khỏe mà nó chỉ xấu đi, xấu thêm, xấu thêm. Bà con ơi, xin chào.